Rồi, xin mến chào các em khối 11 của chương trình giáo dục phổ thông mới ha. Chúng ta qua câu 7.12 sách bài tập Trân trọng sáng tạo. Đây là một dạng bài toán về bảo toàn khối lượng. Và chúng ta lâu lắm rồi chúng ta mới trở lại cái dạng này. Bây giờ chúng ta vào đề bài ha. Rồi, đặt hai góc A và B có khối lượng bằng nhau lên hai cái đĩa cân. Thấy cái cân nó lại thăng bằng và cho 15,9 gram sodium carbonate vào góc A và 17,73 gram calcium nước nè carbonate vào góc B. Sau đó chúng ta thêm 18 gram H2O4 98% vào góc A và m gram dung dịch hydrochloric acid đúng nè, chúng ta 14,6% vào góc B. Thì thấy cân là trở lại thăng bằng. Tính khối lượng của dung dịch HCl đã cho vào góc B. Rồi chúng ta lưu ý thế này. Đối với trường hợp góc A và góc B mà muốn bằng nhau thì chúng ta phải vận dụng hai cái bảo toàn. Là bảo toàn cho góc A và bảo toàn cho góc B ha. Đây là góc A. Thì sao cái hướng của n2 số 3 và H2SO4 đúng không nè. Đó. Lúc này có một phần cái lượng khí CO2 nó bay ra, nó làm cho cái cốc này nó giảm giảm cân đi. Như vậy chúng ta vận dụng cái bảo toàn khối lượng nha. Rồi trước tiên những toàn bảo toàn khối lượng em tính số mol của N2SO3 ra giùm. Là 15,9 đây nè. Các em chia cho là 106 nha. Sodium là 23. Cách bằng là 12 ha. Như vậy 15,9 chúng ta chia cho 106 thì nó ra được là 0.15 mol. Như vậy chúng ta viết phương trình phản đây N2SO3. Chúng ta cộng cho H2O4. Thì chỗ này ra được là N2SO4 cộng cho CO2 và nước. Như vậy đây các em có bấm nha, chia 106 thì chúng ta được là 0.15 thôi. Còn với H2SO4 á, các em lấy 18 nhân cho 98, chúng ta chia cho 100 thì ra được khối lượng 24, các em chia lại cho 98 thì là số mol H2O4 là 0.18 mol. Như vậy CO2 sinh ra chúng ta tính theo 0.15 ha. Tính theo số mol thiếu. Như vậy CO2 sinh ra chỗ này là 0.15. Rồi, cho đây các em áp dụng đờ l bờ tờ cờ l đúng nè. Định lực béo toàn khối lượng thì chỗ này chúng ta sẽ có là khối lượng là 15,9. Chúng ta kiệm cho là 18 lúc này của H2O4 các em trừ đi lượng CO2 bay ra. Trừ đi 0.15. Chúng ta nhân cho từ từ đúng nè. Đây chính là cái khối lượng của cái cốc A m của dung dịch. Sao mở cốc A ha. Đó, sao cái cốc A. Chúng ta bằng luôn. 15,9 các em cộng cho 18 chúng ta trừ đi 0.15. Chúng ta nhân cho từ từ. Chỗ này ra được là 20 bé bé bé. 20 bé 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 em. Đây là chính là cái khối lượng gốc A mà sau khi chúng ta đã cho sodium carbonate này vào hydro sulfuric acid đúng nè. Cho nên nó làm CO2. Để cái khí CO2 thoát ra này nè thì nó làm cho cái cốc A này nó giảm cân đi ha. Ví dụ chúng ta nấu cái nồi cơm á, chúng ta đun một thời gian thì cái cơm chúng ta tổng khối lượng ban đầu các em trừ đi cái lượng nước bốc hơi ra khỏi cái nồi cơm á thì nó ra được cái lượng cân lúc sau, có nghĩa là khối lượng của cơm đã nấu chín gồm có nước đúng không nè, có nước ví dụ ha, có nước và cơm đó.
Đó. Như vậy đây chính là khối lượng góc A. Rồi đối với trường hợp góc B, đây chúng ta xét góc A nha em. Để trường hợp đầu là xét góc A. Rồi, các em qua trường hợp thứ hai đó là xét cái góc B. Xét góc B các em có cái trường hợp thứ nhất đó là CA siêu 3 vừa đủ. Như vậy em có cái phương trình hướng đây, CA siêu 3 là các em cộng cho HCL. Cái này chúng ta được là CACL2 cộng cho CO2 cộng cho H2O, đó là 2 HCL. Như vậy số mol đây các em có số mol nếu mà vừa đủ chỗ này là 0 chấm chia phần trăm đúng không em, 0.1773 mol. Như vậy là 0.1773 chúng ta nhân cho 2 thì chỗ này ra được là 0.343546. Đó. Như vậy các em vẫn áp dụng bảo toàn khối lượng, chỗ này chúng ta sinh ra là 0.177 bè. Rồi, em áp dụng DL và TKL ha. Đó. Chỗ này chúng ta bảo toàn khối lượng á. Trường hợp 1 thì các em cho dấu cộng nha. Vậy các em lấy là bao nhiêu gam này? Tổng khối lượng xe số 3 là 17 773 và chúng ta cộng cho HCL là 0.3546, em nhân cho 36,5 ra khối lượng chất tan, em chia lại cho phần trăm thì ra được là 0.146 đúng nè. Ở chúng ta ra được cái m dung dịch HCL ban đầu ha, em trừ CO2 sinh ra là 0.177 7B chúng ta nhân cho 44. Rồi chúng ta bấm vào cái bằng 27 phải 3 hay không, nếu không bằng thì chúng ta trường hợp giả định này là nó sai nha. 17,70B là chúng ta cộng cho mở ngoặc 0.3546 nhân cho BM6,5 chúng ta chia 0.146 chúng ta trừ đi 0.1773 chúng ta nhân cho 44. Rồi chỗ này ra được là 98,5788. Như vậy là 98,5788 gam, cái này nó sẽ lớn hơn, bự hơn rất nhiều so với 27,3. Như vậy cái góc này chưa cân bằng. Đúng không? Cái góc này không thể cân bằng. Một sự chênh lệch quá lớn luôn nè. Rồi, chúng ta qua trường hợp thứ hai. Rồi thứ hai thì dĩ nhiên là CaCO3 nó dư rồi ha. Tại vì HCl hết CaCO3 dư. Đó, khi đó chúng ta bảo toàn khối lượng luôn ha. Tôi làm tắt luôn nha. Như vậy em có là 17,73 là khối lượng của CaCO3 cộng với khối lượng HCl tính theo M. Thì chỗ này em tính M đúng không nè, là M. Em trừ đi khối lượng CO2. Rồi CO2 ở đây các em bấm giùm nghe. Số mol của CO2 là tôi tính nháp ở bên đây các em xem nha. Số khối lượng của HCl là chất tan á là bằng là 0.146 đúng nè, đơn vị là M. Em bằng suy ra số mol của HCl thì bằng là 0.146 chia M chia cho 36,5. Như vậy là 0.146 chia 36,5 thì chúng ta được là 4 nhân cho 14 trừ 3 đúng nè. M. Đơn vị là mol. Như vậy số mol của này là 4 nhân cho mũ trừ 3. Tôi đặt cái này là A nhỏ vậy ha. Thì A thì số mol của loại HCl là A chứ. Em để dưới em nghe này, tôi lỡ là viết gần quá, để cho em hiểu coi.
A thì cái này là trên 2 là của CO2, nhưng mà em trừ khối lượng CO2 là trên 2 là 2 nhân cho 10 mũ trừ 3 m ha, thì chúng ta nhân cho từ từ nhân cho 44 là khối lượng của CO2 á, thì nó bằng đúng cái cân bên kia á, là bằng 27,3, đó là cho hai đĩa cân bằng nhau. Rồi các em giải m ra ha, rồi suy ra m ở khúc B bằng, rồi chúng ta bấm từ từ là 27,3 các em trừ đi là 17,70 b đúng nè. Rồi chúng ta chia cho mở ngoặc 1 trừ đi 2 nhân cho 10 mũ 3 mũ trừ 3 nhân cho từ từ, rồi chúng ta đóng ngoặc lại là xong nha. Các em ra được là 10,4934, 10,49 à 3,4,2,105 gram, như vậy tương đương với là 10,49 gram ha. Rồi mến chào các em ha, hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Các em thấy hay thì các em ta chia sẻ cho những bạn nào cần ha. Ở đây là một trong những câu vận dụng, cũng nói chung là vận dụng ha, nó cao thì cũng không cao nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta phải hiểu bài. Rồi mến chào các em ha, hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.